anh em có thể phá được nha. Phá được cái mìn này luôn ấy. Ví dụ đây. Anh em đi cho khéo nha. Đó. Nhớ này, anh em nhớ nha, để ý nha, anh em mà có chơi anh em nhớ để ý cái bảng này nè. Cảnh báo bảy mìn đây. Rồi, nó ghê lắm. Để mình phá chưa ta? Ê chết mẹ. Yo, và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái con game bắn tỉa của mình nha. Thì ở video trước các bạn hỏi mình là làm sao để trang bị được cái cung cũng như là cái súng lục. Thì ở đây trước khi mà vào hợp đồng ấy, anh em sẽ trước khi mà chi tiết hợp đồng bắt đầu đúng không? Thì anh em sẽ vô cái phần trang bị cho mình nha. Rồi anh em chọn thôi, vũ khí phụ nè, súng lục. Vũ khí phụ thì nó sẽ là bao gồm shotgun, súng AR và cái cung. Còn súng lục thì nó sẽ bao gồm súng lục vậy thôi anh em ạ. Với lại trang bị ở bên đây. Ở đây mình chưa trang bị nè. Dao ném nè, thiết bị cảnh báo, mấy cái này đa số như là mình có rồi nè. Cái bảy mồi này nhìn nó hay lắm nè anh em ạ. Rồi để mình thử coi. Đấy, đơn giản vậy thôi anh em ạ. Còn cái kin súng anh em có thể lít chuột phải vô để chọn nha. Đây, phụ kiện cũng như là kin súng. Kinh súng thì mình thấy game này cho khá là nhiều nhưng mà mình thấy nó rất là xấu khi mà khoác lên nha. Đấy, anh em thấy không? Thầy thì nó cứ thế nào anh em ơi. Mình thì mình thích những cái màu nó càng tối thì nó là càng đẹp. Ở đây có cả cờ của mấy cái hoa quốc kỳ nè, lá cờ á, mà không thấy của Việt Nam mình ạ. Thổ Nhĩ Kỳ. Ủa này của ai ta? Của Anh Quốc à? Mỹ. Ở Thái cũng có luôn nè, Pháp nè, Canada, Australia, Ba Lan, với là China, Hàn Quốc, Đức, Nga, Navi à. Navi là cái màu thôi. Ôi, nhiều lắm anh em ạ. Hình như có cả, mình tưởng đâu là của vua hải tặc nữa chứ. Ơi, cái màu này được nghe. Ngon. Ok, bây giờ thì mình sẽ vô cái tiếp tục cái hợp đồng này anh em nha. Bắt đầu hợp đồng. Pháo đài Arachayet gì đây? I'm at the location. Unsurprisingly, it's cold here. We have tracked Zaitsev to that area. Dr. Alikhanov's whereabouts are unknown. Cái mình thấy đa số nhiệm vụ của mình là ở Serbia anh em ạ, cho nên là cái tên địa danh cũng như cái tên người cũng khó phát âm nha. Thầy. Kỳ này mình đang ở trên một cái hòn đảo gì mà bao xung quanh đây toàn là băng giá không vậy? Xuống nước là rút máu rất là nhanh anh em nha, anh em để ý nha, đỏ này phải không? Rút máu lẹ cực luôn á. Ý. Ủa à. Cái gì mà mới vô là nó có lính rồi. Trời ơi, hai thằng này mà xin táo được một lúc. Sướng anh em mà bắn một lúc hai thằng nè. Mà kiểu gì nó cũng sẽ phát hiện ra mình thôi. Đứng chờ xíu đi, đứng chờ xíu, đứng chờ xíu. Ồ, nó còn là đi lại mình nữa chứ. Ấy. Á đù. Hên quá, hên là nó cúi xuống chứ không là phát hiện ra mình bả rồi. Đâu ta? Đây. Muộn rồi, hai thằng này bây giờ nó chung rồi, không có bắn được đâu. Mình thấy có một thằng đen khiêng hàng nè, chỉ nó trước. Sao đông vậy ta? Đâu có nhờ? Chết không? Mình không, nhiều khi mình không tin tưởng lắm cái nỏ này nha, cái cung này nha. Đây, này bắt đầu nó di chuyển rồi. Rồi lại đi chung nhau không vậy? Hai thằng đi lên trên kia, hợp lý luôn. Ủa
Mày lại bỏ đi. Mày lại đi tới. Man down. Shit. Im không, im không. Im xịt luôn. Cái mũ của bọn này là mũ mồm. Cho nên là rất dễ bị xiên táo này mày. Mày đội mũ 2 đâu có chết. Mấy thằng lính quèn này làm gì có mũ 2 mà đội. Nó cho mấy thằng VIP đội hết rồi. Ui cười. Cười cái nồi. Vậy trên đây còn hay sao này? Mày đi tuần tra mà tụi mày giỡn mặt hả? À, mày cười đùa à? Cười nơi chính suối luôn đi con. Vì nãy đây mình có thấy có một hàng hay gì nữa nè. Như là mình cận chiến là mình không có loot đồ được cái sao anh em ạ. Rất là vô lý nha. Ôi trời ơi, là thêm một anh bắn tỉ nữa chứ. Vậy là mình đi đúng đường rồi đó. Mình không thèm nhìn bản đồ luôn mà vẫn đi đúng đường nè. Sao nhìn xa vậy ta? Coi tra khảo này nó có nói gì không? You'll tell me where they are. Nếu mà là tiếng Anh này thì nó sẽ không có nằm trong cái phần nhiệm vụ của mình đâu anh em ạ. Hàng khứa này để từ từ đi. Mình đi kiếm thêm mục tiêu rồi. Súng máy luôn, cái hàng súng máy này nó nhảy cực luôn đấy mà mình không biết là nó gắn cái bộ cảm ứng đột biến gì mà rất là nhảy nha. Obviously fear an attack. Your recent efforts have put them on alert. And how will these doctors' deaths help? Thấy nó phát hiện còn am I to remind you we're talking about đạo hơn tụi lính này nữa. Đồng quá. À, camera hả? Camera này cũng khó chịu. À, tự nhiên cái xác của thằng quỷ này nó nằm đây không thấy cái gì cả. Ôi đứa có cây ba z kìa anh em. Nhưng mà cây ba z của nó không có phụ kiện bắn là nó phát ra tiếng ồn to lắm. Hai thằng kia nó không chịu đi ta. Đi sao chơi. À mình quên mất nữa, mình phải đi kiếm thêm thằng bắn tỉa nữa chứ. Kiểu gì nó cũng đây một thằng. Ở đây rộng như thế này mà không biết là có bao nhiêu thằng nữa nhỉ. Khả năng là sẽ có nhiều hơn hai thằng ấy bắn tỉa nè. Bắn tỉa thường nó ở trên cao đây, mình biết ngay mà. Đây thằng đó là đủ rồi. Má hai thằng ông nội này đi chưa vậy? Thằng này nó đứng một mình rồi. 446 mét, mẹ xa vậy. Hên là dạo này trình của mình lên kinh lắm rồi. À tụi này được trang bị barret không ạ? À? Khiếp quá. 262 mét thì gần đỡ nè. Alpha rất là không có slow motion nè. Slow motion nó mới đẹp chứ. Ủa lại 418 mét nữa nè. Thường bắn tỉa á, nó sẽ không có sợ bị phát hiện đâu nè. Nó hay đứng một mình đó. Còn hai thằng ông nội này thì tụi mày không đi à. Ở đây mình cự ly mình xa quá. Mình tới gần thôi đi, mình giết hai thằng này thử coi. À, cái chiếc xe bọc thép này nè, mình nghi ngờ lắm nha.
Từ từ để mình đặt cái mìn chống tăng vô đây. Mình đặt ngay cái hướng bánh xe nó luôn. Lỡ như mà mình bị phát hiện á, kiểu gì nó cũng chạy tới à. Tụi này nó ghê lắm. Mà chỉ cần nhích một cái thôi là một cái bùm. Ồ, đứng bên đây không có góc bắn ta. Chỗ này không có góc bắn rồi anh em ạ. Ở đây có cái đường đi, đi thử coi. Không có địch. Trời, đủ phòng ở đây một bớ nữa, đâu nhiều vậy. Trời, hai thằng người sắt luôn kìa. Rồi, xa xa kia lại còn có một thằng nữa chứ. Chỗ này mình thấy không ổn tí nào. Có thể đây là cái con đường tắt để mình đi tiếp cận cái căn cứ hồi nãy, nhưng mà hoài quá. Ở đây có cái chỗ đu dây, nếu mà mình đu dây là mình sẽ tới cái chỗ này. Trời, dưới đây nó còn cái này anh em ạ. Cái thằng này nè, cái thằng đang đứng một mình này nè, mình không biết là khuất ở phía trong nó còn nữa không nè. Nếu mà có là mình sẽ bị phát hiện liền nếu mình giết thằng này. Mà đu dây qua có bị phát hiện không ta? Đấy, biết ngay hai thằng chưa? Anh em thấy mình đoán hay không? Tí thì vỡ mồm á. Đây rồi, mình sẽ đi tắt qua đây. Trời ơi, càng ngày mình chơi con game này càng đỉnh anh em. Ủa sao lên không được? Đây rồi, đây rồi. Đây cái góc bắn nó gần hơn, nó dễ bắn hơn. Đó, trực diện luôn. Đang đi xuống máy này. Xuống máy này nó thấy được mình không trời? Mình thấy không ổn một tí nào luôn ấy. Khó quá. Rồi này nó toàn là đi chung với nhau thôi đi mà. Mình sẽ tỉa bớt mấy cái thằng mà đi lẻ lẻ đi. Rồi bắt đầu mình sẽ công vô. Thằng này đi đâu nhỉ? 147m. Đi đáy à? Ok, nó cất súng kìa. À không có đi đảo gì đó anh em ạ. Chết rồi. Cái viên đạn nó bay gần cái chỗ cái chòi canh quá, không biết tụi kia nó nghe không nhờ. Nè, đây nó có hai thằng nè. À, nó có ốc dòm á. Hồi nãy mình cũng thấy có một thằng lẻ bên đây. Còn cách nào tiếp cận nữa không ta? Chứ bắn chỗ này khoai quá, toàn là đi chung với nhau không à. Ui, sao đấy? Nó phát hiện ra gì vậy? Nó phát hiện nó được hay vậy? Thấy nó đỏ đỏ kìa anh em. Nhưng mà thì mới của mình nó à. Chết tôi rồi, nó ra tới cái chỗ cái thằng đi đào đất hồi nãy rồi. Thế thì mày phải chết. Vậy là có nghĩa là nó thấy, nó đứng trên kia nó thấy thằng này nằm, nhưng mà nó không biết là thằng đó có bị bắn không hay là bị trúng gió. Trời, sợ thật.
game này game bắn tỉa cho nên anh em thông cảm nha, mình không có làm ào ào được đâu nè. Bây giờ mình phải tính toán làm sao giết từng thằng một mà để bị phát hiện đi nè. Chưa thấy thằng nào đi lẻ luôn á, đây có thằng này nè. Đâu thử coi. 280, 200 mấy thì nó dễ lắm em ạ. Chỉ cần ngay cái gạch thôi là nó chết à. Mà quan trọng là sợ bị phát hiện đây nè. Thôi chết tôi rồi, chỗ này nó trống quá. Tranh thủ bắn lẹ em ạ. 253. Đây, 230 mấy đây, đứng im các bạn. Giết càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt nữa. Bây giờ có phát hiện thì mình chả sợ. 269 hả? Bây giờ bắn theo cảm giác thôi. Trăm chín mươi tám là 200 mét hả? Trời ơi, cái này nó còn dễ dữ nữa. Thằng này lại đứng một mình. Thôi xong. Sao giờ tôi bắn ác chứ gì trời. Ê, khoan đã. Rồi, một thằng này nó phát hiện ra rồi. Giờ phát hiện ra thì muộn rồi mấy ní. Mấy ní ơi. Ôi cháu ấy. Trời ơi hên chứ ạ. Lú lú cái đầu lên cái mình cho bay nón nè. Lì dữ không. À thằng này đi móc. Á, à, leo lên chỗ cao. Á, à, ở đây còn một thằng nữa. Trời ơi, không có cái thanh sắt đó rồi, nó đi với mình rồi. Trời ơi. Tiếc quá. Gì vậy cha? Đi đâu đây? Thấy luôn à. Bắt đầu tụi này nó sốt ruột rồi, bắt đầu nó cong qua luôn hay gì kìa. Dòm cái nồi. Anh điên này bị gì à? Ghê thật, nếu mà trúng người phải hai phát mới chết anh em ạ. Vậy là bây giờ mình sẽ đổi qua cái loại đạn nổ nè. Cái đạn nổ để mình giết cái thằng hai thằng người sắt. 200. Kiểu gì mà chả chết. Này vẫn còn ngơ ngơ đó. Ngơ ngơ như bò rồi nó. Cái súng máy này nó cục ghê lắm này. Bây giờ mình phải tiêu diệt nó thôi anh em ơi. À, để coi. Rồi, ok. Mình phải trang bị cả đầu đạn nổ cho cái cung nữa, cái nỏ nữa em ạ. Tại vì súng máy mình thấy còn rất là nhiều. Đa số bây giờ toàn là súng máy thôi. Hết người rồi. Này còn có 2 viên thì để làm cái gì?
chút nữa mình lút nó cũng có thôi anh em ạ, anh em không sợ hết đạn đâu. Đó. Thường anh em loot xác thì nó sẽ không có loại đạn đặc biệt đâu, nó chỉ là tiền với lại đạn thường thôi. Anh em phải loot những cái giống như cái hòm á, cái hộp đồ của bọn nó. Trời ơi, giờ này mà còn ấy gì nữa cha. Ê, có thằng súng máy đâu vậy? Ủa, súng máy đâu vậy ta? Bị súng máy đâu nhờ? Hết lo người, bây giờ tao lo xuống máy luôn mới ghê. Mỗi còn sót một thằng đây nè. Mày núp hả mày? Núp. Clear. Lại súng máy nữa, nó đâu ta? Máy đâu lắm thế nhờ? Đâu để mình coi thử có cái con kia nào không? À đây. Tao mà lại sợ súng máy nhờ. Để từ mình coi cái nhiệm vụ là nhiệm vụ gì đó anh em ạ. À, đây là cái nhiệm vụ thu thập chứng cứ của thí nghiệm biến đổi gen nha. Có một bà tiến sĩ nào đó, bà nghiên cứu về cái gen, nên sau bắt đầu bà áp dụng lên cho mấy đứa con nít anh em ạ, để thay đổi gen nó biến thành những cái người siêu khỏe siêu giỏi đó. Anh em loot vào cái này nè, nó sẽ cho anh em đạn đặc biệt nha. Bây giờ mình đi đâu đây? Nó phải có cái chỗ nào đó chứ. Đây là xác chắc. Chứng cứ thì thường nó không để ở như thế này được. Nó phải có một căn phòng. Giờ này mà còn mới quay cái gì nữa. Chắc chắn đâu đây nè. Đây rồi. This looks like the evidence you asked. Đó, trời ơi, game là dễ. Successful gene editing tests. Exit locations are on your map. Exfiltrate when you're ready. Mình loot thêm ít đồ nữa đó. Không lẽ cái gì đây? Sao lại có cái máy tính ở đây? Tương tác được à? Thế nó vàng vàng lên mà. Đây rồi. Thêm ít đồ nữa. Đổi sang bình chống tăng. Thiết bị giám sát. Cái chỗ này nãy mình lấy rồi mà ta. Cái này giống như là mình phá cái nguồn điện của bọn nó, nhưng mà rất là khó đó nha. Anh em tưởng tượng đi, nó nằm ở đây mà nó xa, mình chỉ còn cách bắn bể thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp qua cái nhiệm vụ khác coi. Tiêu diệt trộm. Gần nè, gần chỗ mình luôn nè. Ok, vậy bây giờ mình qua mình trộm cái USB nha. Mình sẽ không tải dữ liệu lên anh em ạ, tại vì ở đây anh em sẽ thấy nó có những cái thử thách nè. Hoàn thành mọi hợp đồng mà không tải điểm lưu. Đấy. Nhưng mà cũng hơi khoai là khi mình anh em chết khả năng nó sẽ bị mất ấy, mất sale ấy, mình đoán như vậy. Bây giờ là mình sẽ đi ngược lại cái chỗ hồi nãy để mình qua hướng này nè. Anh em chỉ cần ra khỏi cái khu vực căn cứ của nó là anh em mới sử dụng được cái dịch chuyển tức thời.
sát quá trời sát luôn. Camera đâu rồi? Camera đâu ấy? Ngứa mắt thế nhở? Mấy thanh niên Iron Man này thì lúc nào cũng bắn cây súng M249 kìa. Hai thanh niên. Ở đây vẫn còn nữa này. Mày phải cho mày chết một cái cách mày đau đớn nhất rồi. Đau đớn chứ con. Mình không thèm hát nó luôn anh em ạ. Bắn cho nó nổ luôn. Cái khu vực nào nó cài mìn đấy nhờ. Để mình chỉ cho anh em cái cách để anh em phát hiện cái khu vực mà nó có cài mìn đấy. Đâu ta? Mình chết vài lần rồi bắt đầu mình mới mới biết cách đó. Để mình coi thử bên đây nó có không. Nè anh em để ý nha. Từ từ. Đây. Đấy anh em thấy gì chưa? Đó. Rất là khó phát hiện đúng không? Anh em bấm qua cái con mắt thần cho mình. Đó, đây là cái phạm vi nè. Anh em mình đi vô cái là nó tít nó sẽ nổ nha. Đó, anh em thấy ghê không? Để mình chơi hoài đâu mình mới. Còn cái này là cái kiểu như là anh em sẽ điều tra cái hướng đi của thằng lính đó. Đi tuần tra để anh em biết cái hướng đi của nó. Cái này cũng không cần thiết lắm đâu. Kỹ năng đó. Giờ mình bắn cho nó nổ cho anh em xem. Ở đây cũng có con trái nè. Đó, anh em có thể phá được nha. Phá được cái mìn này luôn ấy. Ví dụ đây. Anh em đi cho khéo nha. Đó. Nhớ nè, anh em nhớ nha. Để ý nha, anh em mà có chơi, anh em nhớ để ý cái bảng này nè. Cảnh báo bảy mìn đây. Rồi, nó ghê lắm. Để mình phá chưa ta. Ê chết mẹ.